Rồi, ok. Nên cho bác chiếc MT22 nhá. Quay chi tiết cho bác xem. Tuấn ơi, nhấc cái máy lên nhanh nhé. Chiếc này thì mình dàn áo đồ thứ mình sơn lại đây nhá. Nhấc nhấc cái vỏ luôn. Khung với máy thì xung với vỏ thì sơn hết này rồi, mình sơn lại rồi. Cho con này thì này màu sơn nó hơi xấu. Đây. Động cơ con này thì zin nhá. Cũng động cơ 3 máy. Con này lái trợ lực luôn nhá, lái thủy lực luôn. Bỏ xuống đạp cái côn đề máy nhá. Vòng này để phát lỗ, để phát lỗ nhá. Không tí khói rồi nhá. Rồi, ok nhá. Cái tiên dương này nó mình chưa biết sử dụng lắm cho nó đang bị nó bị bẩn. Ben đồ nó cứ lên xuống bình thường nhé. Sau đó tiên dương này không chạy rồi. Nắp cái lắp vỏ qua thế thôi. Quay lốp sau nó đang đi là lốp 9522 nhé. Con này số cơ nhưng mà xài bên điện nhá. Con này rồi thì mình đây này, cái màu sơn của nó đầu là màu này này, mình chưa sơn này, đấy cái màu cam cam này, rồi mình sơn này thì sơn màu đỏ. Máy móc con này thì ok hết nhá, cầu số ok, lái trợ lực nhẹ nhé. Đây mình cầm xoay. Đó, mình cầm cái này mình xoay nhẹ nhàng. Đó. Rồi chạy thử thuận đây. Chạy trên cái sân ấy thôi nhá. Nhỏ mà chạy nhanh lắm nha. Thử cầu trước luôn Thuận ơi, thử cầu trước luôn. Đánh lái sang bên này. Bên này. Đạp phanh bên đấy thì đánh lái bên này rồi. Rồi ok, cài cầu vào. Đó, nó kéo đi theo. Rồi ok, mò đi. Cài lại cái phanh kìa. Ga ga mạnh lên mấy cái. À, chạy đi. Trời, phanh đồ ok hết luôn. Con này hôm bữa về nó bị rít phanh nhá. Mình hôm vừa rồi nó bị rít phanh. Về hôm vừa rồi phải nhả, phải xả đi xả lại. Để chạy mấy bữa thì cái phanh nó mới hết, bị nó mới hết trơn, nó mới trơn ra được. Hôm về bị rít phanh.
cho vào sau cái chỗ con 17 luôn em. Bật khóa bằng tắt luôn nhé, con này bật khóa bằng chìa luôn nhé. Chạy mướt mượt luôn. Ok em chào các bác nha, chiếc này em báo giá luôn. Cũng 39 triệu luôn nhé. Nó có nhu cầu được chiếc nào thì alo em nhé. Ok chào các bác.